Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái món phở xào ốp chảo. Thì ở đây mình không mua được cái phở nó cắt sẵn, mà mình đến chợ mình mua thì nó chỉ bán cho mình một cái cục bột như thế này, là gồm có nhiều cái da của cái bánh cuốn nó cuốn lại đấy các bạn. Thì cho nên khi mà về mình phải cắt ra để mình xé ra thì nó thành cái bánh phở giống như nó đã bán cắt sẵn đó các bạn. Thì mình đã làm được một mớ rồi, thì ở đây mình chừa lại một ít. Đây là mình để hướng dẫn cho các bạn nào mà mua không được cái bánh phở mà nó cắt sẵn đó, thì mua nhầm được cái cục bột nó giống như vậy thì về làm giống như mình như thế này các bạn. Thì làm sau khi mình mua về xong thì mình cắt ra từng cọng như thế này, xong rồi mình xé nó ra thì nó sẽ thành cái bánh phở đã cắt đó các bạn. Còn các bạn nào ở Việt Nam thì không có cần phải làm cái bước này, tại vì ở Việt Nam các bạn có thể ra chợ là mua cái bánh phở nó đã làm sẵn đó các bạn. Thì ok, như vậy thì mình đã ở đây mình đã làm được một mớ rồi, thì các bạn làm giống như mình như thế này là được các bạn. Rồi sau khi mình chuẩn bị cái phần bánh phở xong rồi, bây giờ mình tới cái bước là mình chuẩn bị cái phần thịt bò các bạn. Thì ở đây là 400g mình làm cho 3 người ăn các bạn. Thì kèm theo gia vị, đây là nửa củ hành mình cắt như thế này. Rồi là ở đây là mình dùng là một muỗng rưỡi canh tỏi và 2 muỗng canh hành tím băm các bạn. Rồi với lại là mình dùng một ít cà rốt sắc theo kiểu này. Thì đây là cái sơ khởi gia vị thôi, thì khi cái bước kế tiếp mình làm tới đâu thì mình sẽ hướng dẫn cái phần gia vị tới đó để các bạn dễ hiểu hơn. Thì bây giờ mình bắt đầu mình cắt thịt các bạn. Thì trong cái phần thịt đó, nó có, các bạn thấy đây là có chiều ngang và chiều dọc, thì mình nên cắt theo cái chiều ngang các bạn. Nếu mà cắt theo cái chiều dọc là nó sẽ bị thịt nó sẽ bị dai. Rồi, thì mình cứ cắt theo cái chiều này, cắt như thế này. Ok các bạn, thì sau khi mình cắt cái phần thịt này xong rồi thì mình sẽ làm cái bước kế tiếp các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm cái nước để ướp thịt trước khi mình xào đó các bạn. Thì trong cái phần gia vị này gồm có là một muỗng canh dầu ăn. Đây là một muỗng cà phê dầu hào. Một muỗng cà phê tiêu. 2/3 muỗng cà phê bột ngọt. Và một muỗng rưỡi cà phê đường cát các bạn, là tại vì ở đây cái dầu hào nó hơi mặn cho nên mình cho thêm đường hơi nhiều một tí. Rồi sau khi mình quậy đều lên xong rồi là mình sẽ cho vô đây là nửa muỗng cà phê nước tương ngon các bạn. Rồi tất cả các hỗn hợp mình cho vô đây đều xong rồi mình quậy đều lên, mình bỏ đem lên trên bếp mình nấu cho nó sôi lên nha các bạn. Rồi xong rồi mình sẽ ướp thịt. Rồi bây giờ thì mình làm nóng cái gia vị lên các bạn. Mình cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn. Rồi mình cho tỏi, một ít tỏi vào đây và một ít hành băm vào đây. Còn là một ít thì để tí nữa mình xào phở các bạn. Rồi khi mà hành tỏi nó đã thơm lên xong rồi đó các bạn, thì mình sẽ cho cái nước hồi nãy mình trộn đó, mình sẽ cho vào đây. Rồi thì mình sẽ cho vào đây thêm là 2 muỗng canh nước để cho nó lỏng ra, mình ướp cho nó dễ. Rồi thì sau khi tất cả các hỗn hợp này nó nóng lên và coi như nó sôi lên xong thì mình nhắc cái xuống và mình để cho nó nguội một tí xíu rồi mình sẽ ướp vào thịt nha các bạn. Rồi sau khi mình làm cái nước ướp xong rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình ướp thịt các bạn. Thì ở đây là 400g thịt, mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh nước tương đen. Nếu các bạn không có nước tương đen thì cũng không sao, có thể cho qua cái bước này các bạn. Và mình cho vào đây là 2 muỗng rưỡi canh cái nước ướp mình vừa làm vừa rồi, làm nóng vừa rồi đó các bạn. Rồi thì sau khi cho cái nước ướp vào trong đây xong rồi thì mình trộn đều lên. Và mình làm, bắt đầu mình sẽ làm cái bước kế tiếp các bạn. Ok, bây giờ thì mình chiên cái bánh phở các bạn. Mình cho vào được ít dầu thôi. Thì mình cho phở vào đây thì mình chiên sơ nó. Thì khi các bạn thấy cái bánh phở nó rời ra và nó bóng lên thì coi như là được đó các bạn. Thì
Đó thì như vậy là nó đã được rồi đó các bạn. Thì mình cho ra cái dĩa xong rồi bắt đầu mình xào thịt để mình để lên trên là coi như cái món này xong các bạn. Thì bây giờ mình cho nó ra dĩa các bạn. Rồi thì mình sẽ làm cái rồi bây giờ thì mình chuẩn bị xào thịt để mình cho lên trên phở các bạn. Thì mình cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn. Rồi mình cho vào một ít tỏi băm với lại một ít hành tím băm để cho nó thơm. Rồi bây giờ thì mình cho thịt vào. Thì thịt ở đây mình xào sơ thôi nha các bạn, xong rồi mình vớt ra tại mình xào lâu quá nó sẽ bị dai. Rồi mình sẽ cho trở lại cùng chung với rau cải mình xào tiếp. Rồi bây giờ thì mình vớt thịt ra các bạn. Rồi tiếp tục thì mình không cần rửa chảo nha các bạn. Thì mình cứ giữ nguyên cái chảo, mình cho một ít dầu. Rồi mình cho vào đây một ít tỏi băm với lại là hành tím băm đó các bạn để cho nó thơm. Rồi sau đây thì mình cho vô đây là cái nửa củ hành trắng hồi nãy mình cắt ra đó. Rồi tiếp theo là một ít cà rốt. Thì ở đây ba người ăn thì mình dùng là 300g cải ngọt các bạn. Nếu các bạn không dùng cải ngọt có thể dùng cải làng. Ở đây nhưng mà mình dùng cải ngọt thì nó ngon hơn. Rồi tiếp sau đây thì mình sẽ cho vào đây là ba muỗng canh mà cái gia vị hồi nãy mình pha lại xong mình làm nóng mình chừa lại đó các bạn. Thì mình cho vào đây là ba muỗng canh cho ba người ăn. Rồi thì tiếp theo mình cho vào đây là nửa chén nước. Xong thì mình xào cho tới khi cái cải ngọt nó héo lại đó các bạn. Thì nó mìa nó xẹp xuống rồi bắt đầu thì lúc đó mình sẽ cho thịt vào. Nếu mà mình cho thịt vào sớm quá thì thịt nó sẽ bị dai. Rồi thì bây giờ các bạn thấy cái cải nó cũng đã xèo lại xong rồi. Thì mình cho thịt vào các bạn. Và ở đây thì mình dùng một muỗng canh bột bắp pha với lại một muỗng canh nước nha các bạn. Quậy đều lên xong rồi mình cho vào, khi nó xoắn lại xong mình vớt ra thì mình cho lên trên cái mặt của phở là coi như cái món này xong các bạn. Ok, mình cho giờ mình cho bột bắp vào đây. Thì các bạn thấy coi như là khi mà bột bắp vào thì cái nước của nó xoắn lại nhìn thấy rất là đẹp, rất là ngon các bạn. Thì bây giờ mình chuẩn bị vớt ra để lên trên cái mặt phở nha các bạn. Mình vừa múc cái phần bò ra coi như cho lên cái bánh phở đây các bạn. Nhìn thấy nó rất là hấp dẫn và rất là thơm các bạn. Thì cái công đoạn hướng dẫn các bạn làm cái món phở xào ấp chảo của mình hôm nay đến đây đã xong và chúc các bạn thành công. Nếu như các bạn yêu thích cái phần video của mình hôm nay thì xin các bạn vui lòng chia sẻ để mọi người cùng làm. Bây giờ thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi cái video và ủng hộ cái kênh của mình. Mình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Bye bye.